Em xin giới thiệu đến quý khách hàng lô lựu sake tầm trung của bên em. Sake này hiện tại vân gốc của nó hiện tại tầm 26 đến 27 nha. Vật thân á thì khoảng tầm 40 là quý khách hàng. Cây có chiều cao khoảng tầm từ 2m2 đến 2m5. Lô này đã từng cho trái cho quý khách hàng. Cây rất là chắc khỏe luôn nè. Bên em vừa thu hoạch một đợt trái rồi thì hiện tại là các anh kỹ thuật đang tiến hành cắt tỉa lại chuẩn bị cho đợt trái tiếp theo. Đặc điểm của cái dòng lựu Ấn Độ này thì là cho bông màu đỏ nè, trái chín cũng màu đỏ và đặc biệt là bên trong ruột cũng màu đỏ như khách hàng. Anh rất là thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Về dòng cây lựu Ấn Độ này của bên em á thì rất là phù hợp với khí hậu nắng nóng của Việt Nam mình nha. Cây lựu này còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Hiện tại bên vườn của bên em có rất là nhiều sa kích cỡ phục vụ cho quý khách hàng để cho quý khách hàng của mình có thể trồng ở sân vườn nè, trồng ở ban công cũng như là lên chậu cho quý khách hàng của mình. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.